Một, hai, rồi ba đôi ủng màu xanh, ôm vừa vặn những đôi chân nhỏ. Hà Giang mùa này vừa lạnh, vừa mưa. Cùng những túi mèn mén, những đôi ủng như thế này là người bạn đến trường của những đứa trẻ tại điểm trường mầm non Bó Xả, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đi ủng, nhưng cũng chỉ giúp các em đỡ lấm bùn hơn một chút khi tới trường. Đất rừng vương gót xanh, em đi tìm từng con chữ, phép cộng trừ phép nhân chia. Mỗi buổi sáng thì vì thời tiết trời xấu ấy, nên là trẻ đi học thì nhiều khi bị ngã bẩn ấy. Quần áo là chúng em sẽ xin của một số đoàn từ thiện để lại ở lớp, để cho bé đến lớp cũng được mặt sạch sẽ. Để lớp chúng mình chơi gieo hạt cho vui nhá. Trong lớp, tiếng cười, tiếng hát của những đứa trẻ là âm thanh trong trẻo nhất. Niềm vui đến trường của các em được tiếp thêm bởi hai cô giáo tận tâm, cô Khuyến và cô Say. Sinh ra tại chính mảnh đất này, cô Say luôn đồng cảm với những học trò nhỏ bé của mình. Từ khi mà còn nhỏ đi học ấy, cũng gặp những cái thầy cô mà cũng cùng dân tộc với mình. Đó là cái động lực để mình cũng đi làm cô giáo, mong muốn là giúp đỡ cho trẻ em đồng bào của mình. Mỗi ngày đến lớp sẽ là một ngày vui. Nhưng niềm vui trong lớp đôi khi cũng bị gián đoạn. Xây dựng từ năm 2001, những tấm bờ rô xi măng được thay đi thay lại nhiều lần, giờ đây cũng không thể chống chọi với trời mưa. Khi mưa báo to là các cô trò ở trong lớp là sợ tốc mái, bay mái này. Cô cũng là một người con gái là cũng không xử lý được. Có một cái câu chuyện ở đây gần đây nhất, đó là hôm đấy mưa gió, sấm sét đánh vào thẳng đây, tung cái bể nước này, xong đường dây điện đứt hết, thì là hôm đấy rất là sợ. Cũng là những giọt nước, nhưng những giọt nước này đặc biệt hơn. Không có nước sạch, những hạt nước mưa chảy xuống từ mái nhà là nguồn nước duy nhất để các cô duy trì bữa ăn tạm mỗi trưa cho các con. Là điểm trường được hỗ trợ ăn trưa, nhưng do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, căn bếp dựng tạm này là cách các cô tự khắc phục để nấu ăn cho một vài em nhỏ nhà xa. Rồi, tao là cho đi cho này đi. Ở đây là đang thiếu bếp ăn, thiếu hết cơ sở vật chất từ nước sạch. Em chưa có nên mà em chưa thực hiện nuôi ăn được, chỉ có cơm rau với lại mè mén thôi. Cho nên là cũng rất là mong là cô cũng sẽ là có cái điều kiện để nấu những cái bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng cho các con. Biến ước mơ thành sự thật, những món quà bất ngờ đã xuất hiện tại điểm trường Bó Xả. Một bữa cơm có thịt mang theo niềm vui của con trẻ. Và đặc biệt hơn cả là một căn bếp mới, một lớp học mới. Hôm nay đến với điểm trường Bó Xả và tận thấy cái cơ sở vật chất của điểm trường đã xuống cấp và nó không còn đảm bảo an toàn cho các con. Chúng tôi quyết định dành tặng cho điểm trường món quà trị giá 500 triệu đồng để xây dựng lại 3 lớp học mới, khu nhà vệ sinh, khu bếp ăn cũng như là đổ lại sân trường và làm hàng rào. Nhà trường xin hứa sẽ thực hiện món quà đúng theo mong ước của đoàn đã trao cho nhà trường.